Hello chào tất cả mọi người đã quay trở lại video của mình hôm nay nha. Hôm nay mình đi thịt vịt nha mọi người nha. Mình nha. Yếu quá nè. Đây đây đấy mặt và cam đi. Tiền đồ dọc luôn quay mình còn đồ toàn đồ của cơ lông hả? Dọc luôn quay mình còn toàn đồ dọc của cơ lông hả? Toàn đồ, toàn đồ. Ngày thì mình ứng ngọt. Hả? Quay chẳng còn thêm video bỏ nữa cơ lông. Ta bỏ xong tay thì nó khử tay từ xưa dơ ăn khuôn ta bỏ gì đó. Rồi mẹ phải cái hệ tập trung nha, còn việc thì khó mày mang cái nha. Đố, đố còn nó á, xong nó hãy tay cổng phòng, nó chúa cổng phòng để dùng phần rồi. Hả? Đố ngoài cổng, còn tựa đố tay cổng phòng khéo cho nó dùng phần rồi. Là mẹ chúa. Ôi. Tựa con Diệp. Đấy là bao nhiêu? Con Diệp mới mùi bè. Con Diệp mới mùi bé. Bước ba lớp phổ rồi bé. Phổ. Mẹ nè. Gọi là hồi mẹ mặt chạy cho ngõ toàn ngõ nó no. Nhóm mẹ. Nhóm mẹ ngồi tuổi nhóm cứ ngồi mẹ ngõ nắp gì đấy. Tiền thì lại đi bao giờ có vốn với quỹ lâm nghiệp. Về nhà mà lấy bữa. Cậu uống nhiệt thì họ hay về nhà chẳng hạn ức lượng suốt. Chị về hả? Có xe à? Quốc là nó ôm bò bốc đầu đấy. Phong chàng bỏ phải quen thôi quá rồi. Thì sáng giờ giật khổ đi lễ thì
ngày hôm bay tập bóng đồ sang nọ lấy anh được vật nên mới nghe hà tiểu kịch gì đó tên biết là uống bao nhiêu bị hút mẹ đi về mẹ gặp quế kịch gì đó hà tiểu mua là tên nữa mẹ bà tiểu kịch chắc nè mẹ chuyên tên quảng thì cái nọ là mà hút quay về nó cạp được khoắn hàng ngàn đầy lúc đầu mẹ hút cái đi lắc cái này tiểu này cho tao nó lúc nào mà tao muốn hút thuốc thì tao hút tao bây giờ tao khát bỏ được thuốc chắc bỏ bòi với khẩu mê cái khẩu mê cái lươn lên lươn xuống bước đưa xa vẫn mê hạt điếu yêu rồi bây giờ cả đêm qua tao hút đúng một điếu luôn lúc tao mở cửa ra tao hút xong tao đi ngủ luôn tao về thì cạp mình đi tẻ về tao hút chưa xong hết cả bao nhiêu rồi đê nghe một chiều nó tóc quay nhưng mà lúc đi chơi nó khác nó quay á cá tìm hồ mẹ phổ bay chơi của mẹ hơn thì nhớ tìm mới được đi phòng bị vào lấy hàng đi tăng nhiệt nhạc tiền vào trong quà con mai đi lại quà con mai đi lại giá đâu giá thật bột đẳng hay gì nghe nọ nghe dòng mai ngồi bê anh chuyển hoán không 10 like 24 hà chuyển vào chia sẻ đó người luôn chứ à lồn do này kiểu hao sửa bìa chả nạp năng lượng do này ạ tiền cho này nhà phải tiền hốc suốt đấy nhà cho này có keo chẳng hằng mày gần mày uống em nhà ngồi hốc đi bị lo về đi mẹ qua nhà này chưa mít tuần mày chẳng ngoài hôm tưởng thao chẳng có keo chỉ bị mẹ này vậy là ngồi hà lai ngồi ở đi quán mới mua bia hôm như đi về mấy chập ở mua chứ mày cái tao quay gì mày chứ bằng tao rồi riêng của tao ở nhà chưa bao giờ mẹ làm cái la sao thì bu đôi hết sang cái la sắp quay năm hố nhỏ hào rồi này quê tao theo con đi làm hết tao mất nhiều điều men để người ta người làm như mấy ông thì phải cầm ra làm có ngôi vậy có cái lẩu ấy thì ông thế nào thì mới tính làm thì giờ có kè ao để ổn nữa dù bao nhiêu rồi cái
kể nó tầm trên nó tầm nó còn nó quay nó điểm khi đoạn và đứa chưa cả lo lắm quá em ạ kiểu nó khởi nó tốn thì chả như vậy ạ hay là lá gì tỏi tiền thật là rái tươi từ đó và đi vô quê của quê chẳng có nhắc gì nữa đi mới có con nhà hoàng mê mớ nó tăng già có được toàn ho cưa cả mùi bữa bỏ bữa hào phun mơ mà còn để hét lên biến xá rồi nó còn đến sảnh con sảnh bao gõ que con sảnh gió kêu dữ của cái mạng mê rồi sao cho con tuyết để có cái tiền này rồi cần tuyết mất tay hàng giọt cho nó mình như thì có thu đường không bảo em tìm còn để gà ăn sau đã hơi tao biết thì nã thì tay đã suốt mấy con ủn nó hoàn tay hết nó ngã xuống không biết tay mình nó đi hoàn tay để ta mang cải nào mang cải á à? Nó cân hạt nó cân xong rửa cũng đang uống nữa gì anh bảo gì tưởng là không dính tắt cho hùng chưa tắt bật lại rồi của hùng là cái mấy nhỉ mới đó tôi nói cứ bảo lại à không phải là điều khó được một đoạn không không đủ được hùng hả sai sóng rồi ngồi đấy nhỉ mấy kẻ nó ra đi để tì ấy chỗ đây là ngồi đấy không nóng hết rồi mẹ em bảo 30 rồi mua mẹ em tối nay tối 17 nè tối 17 lấy có bắt đầu lên cả ngày 18 rồi mẹ em gì đi hả còn có dao không được chắc chắn đâu phải gặp đâu quá lại nhớ người anh em việc hẹn mất một hai chục đấy nhá Bye.
hôm qua anh nói tôi thằng đấy tay em đừng giống nhau rồi. Anh bảo bố mày đi bố thế nào đấy thế sao anh em nói câu đấy anh nói câu đấy nhưng mà thế nào anh nói câu đấy thì chả có nói chẳng nói anh nói làm gì nói đâu mà anh nói câu bố mày thế chỉ cần nó nói câu đấy thì không còn được gì anh tự nhiên anh bảo bố mày thế bố cứ nhìn mày thế là anh phản ứng đấy lại anh bảo sai đúng chưa anh chưa bắt lồn anh chị nó vừa nói xong câu ông quay sang bảo sao nhỉ em thấy thằng đấy bình thường có cái gì mà nó thăm tổ đâu phá bài thăm tổ nghĩa là ngoài ơi thăm tổ đâu phá bài anh biết chưa thế giới này thì có phải yếu người mạnh thì đeo có thằng nào thăm tổ anh rõ ràng anh hay dạy em bảo lúc đầu em nghĩ nó nói ai ở đâu là em nghĩ là nói hai câu liền hay sao ấy nó bảo là hai câu quay lại nó bảo lườm cái gì ai mới quay lại rồi đấy em quay lại nhìn nó bảo nhìn cái gì không theo như em nhớ quay, là em quay lại là... quay lại như nào hay quay lại làm gì nhưng nói thế em nhớ là hôm qua là em cứ tưởng là nó là bạn em quản nó mang cái máy bay đi cường cường tưởng bạn cường cường đánh nhau mang thôi này hai máy người gần nhau á chứ chứ cường anh tưởng nó bảo anh lườm nó lườm hay lườm nhỉ lườm em lại tưởng nó là bạn anh nói chuyện với anh cũng tưởng là nó là bạn anh xong em thấy anh quay lại chào em nào thế em quay đầu lại em nó bảo quay lại xem nào nó bảo quay lại xem nào thế anh quay lại thế là lúc đấy anh quay đó lúc đấy anh chưa lúc đấy anh đang đi em kiểu quay nhìn lại thì em đứng lại đó lúc đấy anh chưa biết gì lúc đấy anh chỉ quay đầu lại thôi lúc đấy anh chỉ quay đầu lại xong rồi lúc có gì tại sao mà mày cho thấy là nó còn đủ sao gì có xe à cái xe quay lại luôn thằng đấy lúc đấy mà ví dụ mình đưa tay lên mặt anh chắc không giống rồi thì không giống mẹ rồi con kia tuổi đéo có chuyện thì sai đấy làm gì có thằng nào đúng mà sai đó đấy nó bảo sai sai như sai không biết tại sao mày biết tại sao bảo sai rồi hả sai thì lúc đấy thằng đồng nói riêng nói quả đồng nói thì mới sao vậy không à không lúc đấy mà anh đấm nó thì bạn anh em không thăm chủ của nó chưa đến nhưng anh em không thăm thì anh em mình cũng vào đường thang cái mọi người trên đường hay được xem phim Nhật Bản rồi chưa những người thăm mình nhiều những người giang hồ có tính chất giang hồ nhất thì thấy đấy là tính chất giang hồ nhưng anh Quảng không chăm chủ nhưng đằng sau anh Quảng một thế lực nào đó nó không bị cản được thế lực đặc biệt đang sát tế là người gì nữa? Người gì? Bóc tôi gì? Bóc tôi nè. Thế là người nó bị bóc tét. Không đấy là lấy đánh mà anh chạy chân. Cái nào trời? Nhưng mà mình có cái luật lệ là nó đánh mình sang người này không xin lỗi. Quên mất à? Nó đánh anh cảnh đấy. Tại chứ đánh nó đau luôn.
hình như là trong ngó à? Ngó cái treo tường nó ép lên tơn bật tường rồi à? Đúng. À, vào trên đường nhập về thì gì chạy vào đám đông người thì gì chạy phản lại vào trên đường nhập về đường nhập về thì chạy vào trong đường nhập về là gì chạy vào trong đường nhập về thì nó gì à gì đâu có thằng đi sau này chắc vậy mẹ như thằng này chỉ chuẩn như người ghê đó tôi không thấy riêng mà phải em á sao đấy à. Anh ơi, anh cứ gửi để em xin lỗi anh mới đi chứ. Cứ quên mất à? Lúc anh đứng ở đấy, anh thấy đang cửa chuẩn bị chạy lên xe ấy. Anh thấy đứng xe anh lắm. Em đứng đấy mà. Em thấy sao giờ đứng xe anh lắm nữa. Không em định nhớ ở cái thang với anh bây giờ đấy. Nó mới bảo là ẩn. Mẹ con này chắc có sự án mạng thôi. Em muốn chơi cái đầu xe nó này. Mày thì mẹ mày cách xa anh Cường à, anh đấy phải mấy mét không sao thử được xe nó mày cách xa anh đứng mày có dám đâu mỗi anh quảng ở trước đầu xe thôi anh có mỗi anh đứng chắc cho nó thôi luôn đấy lúc đấy em là phải chạy nhanh nhất thật tại vì lúc đấy em đã ở bên con lết rồi em quay sang em tưởng là anh không quay sang nữa. Thôi em quay lại thấy vắng vắng quay lại thấy anh quay lại em lại trực tiến sang tiếp. Sao anh ấy? Thật ra hôm qua anh chỉ làm thế để cho bọn mày biết là anh qua thôi nhưng thật ra anh hay làm ca lắm. Anh làm màu luôn mày luôn. Chúng tôi giao cho em với Tuấn, hai chị giao rồi mà. Mày đưa cho nó thì mày... Quét con nào? Nhanh lên. Có ít thôi là tí xanh, nó ăn được đâu đấy ạ. Nó mới vàng, nó mới đỏ mày thôi. Mày có hai chị giao mà mày lấy cho em ăn được. Lúc đấy nó hơi nhẩm đấy. Anh lấy điểm anh một tí cho mày anh nhìn em. Đấy thằng này nó còn lại đột được đầu, đầu được kia một cái. Đầu nó dài ra chặt chặt nó từ đằng sau nó nhìn cái dây bắt đốt rồi. Bao nhiêu phút đấy? Còn có mấy con gì? Ngon thịt thôi. Đáng. Phải cho nó nặng hẳn là không là đến bao nhiêu hẳn hẳn anh khi nó mà nặng là được không được. Anh đứng bên trên tí vậy vâng và nó thiếu nó đấy bố ơi chúng mày sao thế là bây giờ chặt thế là gì em thấy bạn tiến ít quan tâm một tiếng quá. Mày thấy bạn em bao nhiêu bạn bè tao thích đừng tiến các bạn bè nói rằng hỏi anh Quảng biết những gì biết bao nhiêu bạn bè em chỉ bạn người mà nó quen chưa thấy chị yêu mà bảo cộng nhân yêu nó thấy lùn rồi lùn nào nó không cho nằm muối vào đây à.
ngọt đâu, mày cứ để vào. Ngọt đâu. Bên bát rồi à? Anh nghĩ là em không ăn tiết đâu anh bảo. Thế là đừng đổ nữa, lúc nãy đổ một đống rồi. Mình như con nước kìa. Mày ăn được tao ăn. Tí nữa mày rác cái thằng nước này. Không mệt rồi hổ. Mệt quá. Hả? Mệt quá. Rồi về rồi. Không. Cô này sạch cho em cục nước này. Anh bà. Nắng người gặp cái nắng. Số tiền anh bên bỏ này ra. Hình như là tại gặp nắng anh nhỉ. Mày đi sang kia anh Quảng. Ngồi quay thịt đi để anh để mày quay xong rồi. Anh. Mày làm gì đấy, Tuyến? Đứng anh người, đấy. Người gặp nắng này nó mới bị mệt rồi anh. Ừ. Ừ thế kim anh chắc bị mệt đấy. Ôi, mày cho kim anh vào đấy, quên mệnh mất.
kiến chưa gặp nó rồi chị. Treo lên cái cành chưa được. Cành đây nói, cành bên này nói. Treo con giòn thằng kiên để nó làm quen, ngại được tám không mỗi con nào. Quay mất chị. Đấy, lên thủ luôn. Đứng đang lại. Kiên, khi nào mà ông chủ đi thì lại lại biết bao nhiêu vòng. Nhanh lên thằng kia đi sang đây đi để anh đi. Đứng đây nhá. Tiến rồi. Tiến sang bên này rồi. Tiến. Anh bảo không nghe à? Chưa thôi. Chưa máy quay nữa. Thì nhiều mỡ quá. Con lên con. Đây con bông mô ca này. Thì nó chảy mỡ sướng nghèo. Vãi trường. Vẫn thế. Nó sắp tế hết mẹ. Khoai này có ngọt đâu mà như anh giống như ba mình được không? Anh thừa anh tẩu. Anh mua quả này mất 13.000 á? Kiểu như là ăn ăn dưa hấu em. Anh bảo người ta thử lên là họ bắt ở đấy mà gì? Ngọt như anh thử dưa hấu chưa? Đấy, bạn Hùng Quang này. Một chút chưa mẹ lắm cái xe rồi. Em chưa xẻ thả lên lượt. Cho hết, rồi xe đến rồi các bạn. Mỡ nó rớt, không muốn mang về dán đậu ấy.
cái tảng nó ơ nhìn cái tảng mới trong bụng này. Này thằng ơi, như thầy thế này mà không để ý à? Để ý vào. Lấy đuôi xiên. Nó tải cho chấm hút luôn anh. Rửa đi. Rửa đi. Thằng ấy. Được rồi. Đứng đây đấy em. Ra đấy đi cửa. Ừ. Xếp. Xếp. Cường. Ôi đi. Cường đi đi đi. Quá wow. Đó. Sao đây năm kia luôn sao năm luôn. Chưa đến lùi lùi lắm lắm mà tốt. Chỗ nói có cái gối. Đây này gối thế này bố à. Đâu cảnh thôi. Cái mệt này lắm, con này không có nổi một chi. Đây đó. Nổi. Không cho vẫn không cho vào à? Không, con mà chủ đang nói rồi. Nó có dính mà đến. Đây nướng đi. Nướng đi mà ăn. Thế này ra đây quay quay tí chỉ. Làm cái xiên này. Đây lấy cái đũa của thằng Cường này vót nhọn nhọn. Cầu đi anh. Hả? Làm hai con cầu. Đi sáng quá tí thằng hôm qua gặp bị đánh chứ. Nên anh có dám đụng gì đâu. Đổ thêm quả ít men vào đây. Đụng là con nó nói chứng. Áo thế hai lốp này đi lắp lắp nhỏ. Lắp này đi này vào cua đi gây lắp lốp nhỏ đi gây. Anh Quảng ơi, thằng này nó cứ bật mở xăng cho anh kìa. Kìa. Cái này chắc chín rồi, chắc ăn được rồi đấy. Ăn được mà. Bọn em đi đấy, bọn em mà đấy tiết canh là bọn em phải ăn tiết canh trước, uống rượu trước. Nắp chai này. Cơm cơm. Mới không ăn đâu không nhỉ? Mới không ăn đâu. Bây giờ cho thằng Kiên đi luộng chắc lạc mất.
Thìa đâu? Có thìa đâu? Này, lúc đấy bẩn lắm. Ăn thử không được? Ăn đi. Em ăn thử không? Em ăn luôn chứ, ăn thử tí. Nào ra đây, ra đây để ăn. Ừ. Anh ra đây, anh em mình ăn. À. Cứ hết video đi đá. Hả? Đi hết video chưa đi đá. Cũng nên nghỉ chưa. Bao nhiêu nữa? Cái kia cái thằng kia mới xe hội. Cái này 20 18 phút nữa. Để tắt vào. Muốn nhanh có than thì làm như này. Con dao nhà anh Quảng con nào thế mẹ con đấy em mới làm mất con dao này em ạ. Em một người sống mà mấy hôm trước mày dám bỏ ra bữa đây để đi ấy gần mất đấy gần chưa cả mất mẹ nhìn lắm mớ. Cái móc hết mỡ ở trong kia vứt mẹ. Giỏ ra em thơm. Tôi không ăn vùng rồi chứ. Đừng có ăn thật. Ăn xong rồi. Cái này có. Không ăn thì máu thôi. Không có ăn thì máu đấy rồi. Chiều về cả dưới mẹ hỏi thật. Sao cho cháu ăn tiết canh. Đúng rồi, mất tổ điện thoại của anh Tuyến là 050707 nó ở đây là tính rồi, chú bảo ăn không biết. Nói được rồi, gọi bác sĩ. Cái hạt kè rồi, ăn cà. Nếu 4 thằng anh mà bị gọi nhanh lên nhá. Quay đi gần nắng cháy mất nhá. Quay liên tục. Quay liên tục cái này mày quay liên tục là mày ấy. Ôi trời ơi. Bà ơi. Hả? Hả? 113 115 là cứu hỏa mà. 911 đấy sao mày? 114 mẹ. 111 thằng. Bạn kiểm tra tài khoản. Quay được tổng đấy. À mà đây là có của thằng gọi. Có điện thoại anh gọi được. Xe đó dấu chui qua tận đời. Mối đây ha ha chứ không thấy chút mấy gì được. Mày đứng lửa này chỉ được kín được. Đứng lửa này mày phải quay liên tục và không cháy mất đấy. Không nghe kiếm được miếng ăn ở đây nghe khó khăn không nhỉ? Tí nó đốt cái ông mất lại ăn ngủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái comment 33 cái nâng lên à, cháy nhớ có vẻ này con vịt này mình khói rồi. Cháy rồi nhớ. Để mất ở đâu để hành vào để hành vào trong tí em đứng ở thằng đây được cho chèo chéo hơi chèo chéo là được không làm gì đứng xuống đây này cho nó hơi chèo chéo thì hắn đang đấy phải cho cao quá yeah.
muối được không Cường ơi? Muối em không dùng muối đâu. Muối đâu? Có muối đâu? Có muối mà. Chín thôi. Xoay đi không phải chạy nhanh. Anh đi bằng gì? Này. Đi. Thì có khi ra cháu gì đâu về đâu. Đẩy sang bên kia một tí cho. À tướng. Cháy luôn. Ui nhìn chảy nước. Đẩy sang cháy rồi. Đẩy sang bên kia một tí. Đó. Đây cháu ấy đi đóng lên kia nó ngồi. Đi rồi. Lên Lúc hôm nay sinh nhật làm to quá. Thế bày ra không chụp ảnh không bị đá bóng là hôm nay đúng không? Ờ. Được, hôm thứ 6 là 47. Bây giờ bóng cũng cao. Hôm 7 là... Thứ 7 là 04. Anh kia bảo 60 đâu? Không lừa à? Nghe đấy chị Hùng. Hôm nay anh vừa xem xong rồi gì? Không biết xem lô đề là con này. Lô này. Tối làm con lô ấy. Ở đó, chỗ này là biết 60 đó. Khoảng đánh tí tiếc ấy, bà cháu. Khoảng đấy tiếc. Mẹ anh bị thật sự đã tiếc quá. Cốt có 3 lít được 21 triệu. Đánh 3 lít là 21 triệu. Thế nên đánh lô nó đẩy sạch. Có 60. Đánh lô nó đẩy sạch. Quá rồi đấy. Đánh lô nó sạch đi. Quá rồi. Đeo cái đánh nó đẩy. Quá. Có xong nó đánh điểm cao. Đó là lô. Đó là lô. Lô
lô cái hôm anh quả xem thì 18 là có 60 ừ. 61 có hai con 60 cháu bảo đối 60 có cháu bảo quẹt đấy là lô vâng lô đồ 6 nhiều gì u 62 hôm qua ông nào đánh lô 62 ăn mấy cả ba nhánh xoay đi chảy mỡ nó chả được xoay đi cả nó cháy đấy chảy mỡ gì đây này anh Quảng anh vào bị ghế gì anh nhìn cháu của anh này đầy cổ kìa đây bị nó đấy. Chảy nó chảy người nó lên chảy nặng lúc mà không gái ghế mình đeo đồ ăn đi rồi mày làm hay rồi xả trên cổ mày đây xoay liên tục mà tuyến để cháy gì à con như nữa ăn chỉ ăn thôi rồi bố mày như ghế mày lấy cái tay của thằng kia sang đây cả sang đây và mổ cho hóng ra đi mổ vào cái thứ gì đây đây là khu quả cái cháy ơi chuyến này anh dùng được cái sao chuyến gì vậy không chuyến này không bị gì nhéo mình nhìn chỗ cổ không khác gì đây luôn mình xem chỗ cổ mình không khác gì đây luôn chú bảnh cho mình xem luôn mình một kinh chỉ ngứa mỗi lúc đầu không cháy đâu tí cả sao hôm nay vừa cầm đây đâu nhỉ bằng có cháu nọ nọ sao đấy xuyên mặt kia đang ngáo vậy kem mấy cái củ xả lúc nãy đâu thằng Cường nó băm hết rồi cắt Cường mà băm còn một củ xả đâu lấy đây để em quét tha tế rồi nè không nó đen mất dính mẹ khói rồi đây này có nào anh em giao luôn quá mày cầm như này nhá, mày cầm như này. Nhìn quả da nó sướng rồi. Cháy hết rồi kìa, xoay liên tục vào. Ra ra ra, không cháy. Cái gì kìa? Hả? Xoay liên tục khói. Vào. Anh bảo khói cái đầu mày. Khói. Cá vanh luôn không cháy. Xoay liên tục vào. Tính như nào? Kìa, anh biết rồi, anh chứ nó mỏi tay chứ. Không, anh xem em quên. Sinh nhật của mày đấy tướng ạ. Em mới bảo là để em làm cho da giòn rụt rụt. Thôi, da giòn mày xét đáng om ra. Xoay đi. Ôi, muốn đi để nghe như kiểu mình tự. Đây này. Tốt, anh phải chạy cho mày. Đây nhá. Nó bảo. Chưa đi hành tổn đấy. Cái đầu này cháy rồi đúng không? Giờ mình cho cái ấy này thôi, thế này thôi. Thế này thôi là được anh. Xoay thế này thôi, không phải lật gì. Xoay cả cái này. Xoay thế này thôi, thế này cho nó chạy, cho nó chín cho nó. Thế nó ngoài tay thế không mỏi còn cái kia đâu đấy mày xoay mạnh à, xoay hẳn đi một tí nữa không nó vẫn cháy mất đấy.
nhìn nồi của anh cháy ở kia, ừ, đấy mình nhìn. Đấy chỉ nữa đấy, chửi nữa đấy. Đấy, ở đây là mỏng thức anh. Đây anh, lấy con dao bé anh ra đây cắt. Cho em miếng mì nhá. Em lấy cái này cho anh cho mẹ ăn được cái này. Chị ạ, xoay đi. Anh em đấy nha. Tay về. Mèo. Đúng rồi, tay về. Nó đây anh cắt đây luôn. Cắt giữ cắt đi. Không cắt từ trong trước từ đấy, cắt từ đây nè. Anh cứ cắt rồi anh đi của anh là đủ đây liệu chín rồi. Thấy được chứ ăn được. Ui, mua cái bao đây. Để cái hai nó. Đấy. Nó để đảm cũng trưởng biết thế vứt hết đi nha. Ai làm? Đại trưởng không được. Lần sau. Mà ăn nữa, đó, cho miếng mè. Ra ăn. Cho miếng. Cháy rồi, mày quay cái đít rồi chứ mà nó cháy rồi.